Chào các em, hôm nay cô sẽ tiến hành thí nghiệm tác dụng hóa học của dòng điện một chiều. Thí nghiệm này bao gồm các dụng cụ: nguồn điện, dây dẫn điện, dung dịch muối đồng xung phát, bình điện giải với hai điện cực bằng than. Bóng đèn dây tóc, khóa K. Thí nghiệm được tiến hành như sau. Đầu tiên, đổ dung dịch muối đồng xung phát vào bình điện giải. Nối cực dương của dòng điện một chiều qua cực dương của điện cực bằng than. Nối cực âm của điện cực bằng than qua bóng đèn. Nối bóng đèn với khóa K. Nối khóa K với cực âm của nguồn điện một chiều. Đóng công tắc. Lúc này ta thấy bóng đèn phát sáng, chứng tỏ dung dịch muối đồng xung phát dẫn điện.
ta thấy sau một vài phút, thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được phủ bằng một lớp đồng. Từ thí nghiệm này ta rút ra được kết luận, khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm.